Cô xin chào Mai Phương nhé. Cô vừa nghe video bài học ngày hôm nay của con. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô muốn chỉnh cho con một số từ sau. Nhìn chung là con đọc khá là tốt, mình chỉ cần chỉnh lại một số từ thôi. Unit 19, mình sẽ cần chú ý cho cô những từ sau. Thứ nhất là từ hurt, hurt, hurt. Mình đọc liền mạch hơn nhé. Từ tiếp theo, hundred, hundred. Từ thứ tiếp theo này, husband, husband. Mình được đọc là hai nhé. Tiếp này, từ hell, hell, hell. Và từ holiday, holiday, holiday. Âm o mình không đọc là ai nhé. Mình đang đọc là holiday, holiday, holiday. Tiếp theo ở unit 20 thì mình chú ý cho cô từ sau này. Thứ nhất là từ fair, fair, fair. Và từ thứ hai, Brazil, 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 Brazil. Đó, mình chú ý hai từ thôi. Từ thứ nhất là từ fair, fair. Từ thứ hai, Brazil, Brazil, Brazil. Đó, mình sẽ chú ý chỉnh lại cho cô nhá. Còn cô nhìn thấy, nhận thấy là cái phần video lồng tiếng ấy con làm khá là tốt. Mình chỉ cần luyện ngữ liệu một chút nữa thôi là bài của mình sẽ rất là tuyệt rồi. Cô chào Mai Phương nha.